Tất cả các anh em đam mê bóng chuyền Phủi Sân Cát xem kèo 3-3, kèo duyên nợ nha. Triều Chuyền 2, Đức Từ Thiện, Khánh Móm gặp gỡ bộ ba Tài Súng, Quy Chọi, Hồng Cơ Bắp tại sân bóng chuyền xanh chẳng dài đồng Biên Hòa Đồng Nai. Đánh bóng tốt, điểm một đều. Hiện tại sân bóng chuyền xanh chẳng dài đang rất đông và rất là nhiều kèo nha. Bóng thua, phòng thủ không thành công của Triều Chuyền 2, điểm 2-1. Một pha bước một không tốt của Khánh Móm, điểm 3-1. Bỏ bóng tốt, điểm 2-3. Màu bên, điểm 3 đều. Từ nay kênh Bóng Chuyền Từ Thiện hoạt động trở lại nha các bạn. Các bạn xem YouTube nhớ like share cho kênh Bóng Chuyền Từ Thiện nha. Và đây là idol Vũ Arsenal, ông vua được không? Ông vua kèo hạn. Điểm 4-3. Đánh bóng bật tay trắng ra ngoài, điểm 4 đều. Sạc bóng ra ngoài, điểm cho Tài Súng 5-4. Không được, không được, được quá, ok không anh? Kẹo quýnh chơi anh chịu hết mà. Điểm 5 đều. Quy Chọi vẫn còn rất ngon nha các bạn. Cái con điểm 6-5. Một pha cướp bóng tốt của Quy Chọi, điểm 7-5. Trước đó là pha đỡ một hỏng của Khánh Móm nha các bạn. Quá hay. Thua. Bóng đó bên Tài Súng thắng nha bạn. Phòng thủ bằng cùm chứ không phải là xè tay nha. Nếu xè tay theo luật của bóng chuyền xanh trắng đen là bên Tài Súng thua. Nhưng pha đó là thủ bằng cùm nha.
pha thủ bóng không tưởng của tài súng. Khánh Mớm đánh bóng ra ngoài. Điểm 9-5. Quá đẹp mắt. Một pha đánh bóng đường y quá đẹp của Khánh Mớm. Điểm 6-9. Tài súng trở lại vẫn cái quần rin nha các bạn. Vẫn là mặc cái quần rin để đón chuyền chứ không có mặc quần đùi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Thiếu bây giờ cũng đéo được. Anh ba mà bắt dư rồi đó là cùi chắc. Mày không biết nhảy lên thì cùi hả? Điểm 7-9. Khánh Mớm đang được bình chọn là người phát bóng 3-3-4-4 tốt nhất nhì của bóng chuyền Phủi bây giờ nha các bạn. Những pha sạc bóng đầy quy lực. Một pha phòng thủ phản công tốt của tem Khánh Mớm. Điểm 8-9. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. 9-9. Quá hay. Cái nào bước nữa. 9-9. Sạc bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 0-9. Không phải ghét bạn đâu mà là thương tôi. Sợ tôi bỏ tiền. Không chín. Chưa chết. Sạc bóng ra ngoài. Điểm 0-0. Một pha đi series cơ 4 của Khánh Mớm nha các bạn. Sau thời gian đi Campuchia về thì tài súng trở nên trắng trẻo đẹp trai và phản xạ cũng chậm đi nhiều nha các bạn. Điểm 1-0. Những cú nhét vẫn còn rất đẹp mắt. Điểm 1-0. Quá gay cấn và hấp dẫn. Sạc bóng ra ngoài. Điểm 2-1. Một pha phòng thủ rất cố gắng của Khánh Mớm nhưng không thành công. Điểm 2-0. Một pha dứt điểm quá tốt của Khánh Mớm. Điểm 3-2. Phải nữa.
quá đẹp mắt của quỳ chọi. Điểm 3 đều. Những trận cầu của các idol đều rất là căng thẳng và điểm luôn xích sao nhau các bạn. Có thời điểm tem tài súng dẫn tới 4 điểm. Nhưng khoảng cách đã bị san bằng. Và bây giờ đang bị chiếm lợi thế. Bỏ bóng tốt của Đức Tài Thiện. 4-3. Bốn ba. Sạc bóng ra ngoài, xin lỗi các bạn nha, điểm 3 đều. Một pha đánh bóng tốt của Đức Từ Thiện. 4-3. Nói chung là chuyện đâu còn có đó. Thịt chó thì phải có mắm tôm. Sạc bóng ra ngoài, điểm 14 đều. Bên đây đá ăn ba cây. Rồi có. Ừ. Biết lên Sài Gòn bắt luôn. Một pha phòng thủ ngớ ngẩn của Hồng Cơ Bắp. Điểm 15-14 tem của Đức Từ Thiện, Khánh Mớm và Triều Trường 2 giành chiến thắng set đầu tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.